Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, vừa qua đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm chúc Tết đồng bào dân tộc Cơ Tu và người Hoa tại các thôn Tà Lan Giàng Bí, xã Hòa Bắc, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh thuộc huyện Hòa Vang. Mỗi suất quà được trao đi đã mang đến niềm vui xuân ấm áp cho bà con nhân dân nơi miền cao. Trong chuyến thăm chúc Tết lần này, lãnh đạo thành phố tặng đồng bào dân tộc hơn 410 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Năm qua, dịch COVID-19 tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế xã hội, nên đời sống của đồng bào dân tộc tại các xã miền núi của huyện Hòa Vang cũng gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, những suất quà Tết ấm áp nghĩa tình như thế này không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời, mà còn tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Dạ, khi nhận quà các đồng chí thì chúng tôi rất là vui mừng và cảm ơn các đồng chí. Xác định an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thành phố Đà Nẵng luôn dành nguồn lực để đồng bào dân tộc các xã miền núi nói riêng và hộ nghèo các đối tượng yếu thế nói chung được đón Tết đầm ấm, an vui. Thành phố sẽ tặng quà cho bà con hộ nghèo, tức là trên 12.000 hộ, thì mỗi hộ sẽ là có 400.000 đồng tiền mặt và một phần quà là gồm có thịt heo, nếp để bà con vui xuân đón Tết. Đối với lại các hộ cận nghèo cũng như các hộ khó khăn thì thành phố chủ trương thì sẽ giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có một cái phần quà để mà cho bà con vui xuân đón Tết. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, lãnh đạo thành phố chúc đồng bào dân tộc Cơ Tu và người Hoa đón Tết vui tươi đầm ấm, mong muốn đồng bào nỗ lực chung tay cùng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của xã Hòa Bắc và Hòa Phú tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19.